Ở tập trước, Pháp Sư và Sĩ Tình đã đến tận nhà của Bành Thị Mô để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng Mô không có ở đây. Nhưng mà con có số điện thoại của mẹ Mô nè. Mô đã đi tránh dịch ở tận Paris xa xôi. Trong khi đó, Jack the Killer đang biến đổi Sĩ Chùm trở thành một sát nhân như hắn. Hấp mồm để phát. Không thể đứng nhìn, Pháp Sư đã có một trận quyết chiến với tên Jeff và đã thua cuộc. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc với thầy trò Pháp Sư, thì Bành Thị Mô xuất hiện ngầu như là lý mặt sầu. Tập 22, Chùm The Killer 100%. Vua sát thủ mới nhấu. Hả? Bành Thị Mô? Phan, tay đây nào. Chưa gì hết mà đòi nắm tay người ta. Tay đây nè. Mãi bên nhau bạn nha. Đúng rồi mấy chai, đầu hai mới hết mà. Dám lừa dối tình cảm của Mô hả? Không lẽ chị Mô sắp tung tiền chiêu cối? Nhớ thân chứ. What? Cuối cùng ta cũng đã xong nghi thức hấp hồn đại pháp. Và kể từ đây, ngươi sẽ là đại tớ của ta. Nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi đó chính là hãy xử nó. Có gì đó cũng không sao. Thằng chép bị chém đứt đầu luôn.
nãy pháp sư bị thương nặng lắm, không biết về sao rồi. Hả, pháp sư đâu rồi? Ủa, tiếng nhạc gì vậy ta? Ta chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao hết. Ấy à, con cút chìm bờ của Ngộ. Ủa cưng ơi, nó bị phụng ở cánh tay mà. Ngộ là ma mà, muốn mọc giờ nào là mọc thôi. Đúng rồi đó. Ủa chung sao rồi, sao mình chạy ra đây? Nói cho hành chung được kilo 100% rồi. Hả? Vậy là không xong rồi. Còn chép kêu lời sao rồi? Dạ. Nó khỏe lắm. Ờ vậy hả? Nó chỉ bị đứt cái đầu thôi à. Tại sao lại như vậy? Nó bị thằng Chum chém. Tại sao nó lại mạnh như vậy? Chắc là trong người thằng Chum nó có năng lực của quỷ rồi. Nên khi thằng chép kích hoạt nó sẽ trở nên rất là bá đạo. Kỳ này là chết rồi. Bây giờ tính xong không sư? Bây giờ phải mau quay về nhà để cứu thằng Chum trở lại thành người. Không là nó sẽ hại thêm rất là nhiều người nữa. Đi. Nhưng có gì sai sai á. Ê, tính ra mình là người đó là cung thi á. Đi quá, đi thôi. Ủa, còn chị Bành thi mô đâu? Lúc đầu cũng ngầu lắm, nhưng mà chép nó hô một cái chị giọt mất tiêu luôn. Cái gì lăng nhắc vậy? Đi. Bây giờ không biết thằng Chum The Killer nó đâu nữa. Rồi hồi lâu thằng chép cha mình còn đánh không lợi, giờ thằng chép con nó chém đầu luôn chép cha. Thôi mình xuống lạng hoàng nó chém đứt đầu hai đứa luôn đó. Trời ơi là trời, mấy cái thằng nhóc này nó mới nhú mà Ngộ bước đầu cái một lúc còn sống Ngộ có chơi đá dế, Ngộ bước đầu dế đó, ai lại có để cho Ngộ. Ờ giỏi nhóc kia. Cái thằng nhóc mới nhú kìa. Hôm nay Ngộ sẽ dạy cho Lị một bài học nhớ rồi. Hên quá, cái đầu của Ngộ vẫn còn nguyên. Cái gì vậy? Cái vậy thay cho Ngộ đi mà. Thay cho Ngộ đi mà. Ý là lại bị mút hai cái tay nữa rồi. Pháp sư ơi sao mà lâu quá không biết cương thi đối phó với chép sao rồi. Pháp sư ơi, sao nguyên 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 cứu Ngộ chứ. Trời ơi, nhóc nó chặt đi hai cái tay của Ngộ rồi, hết thằng cha rồi tới thằng con. Trời ơi, sao bây giờ cái số ăn ở làm sao mà có ngày bị chặt tay hoài vậy ông nội. Ngộ cũng không ngờ nó lợi hại đến như vậy. Thôi, vậy là bó tay rồi, phải nghĩ cách khác thôi. Cách khác là cách gì? Cách này đã từng sử dụng lên nhà ngươi rồi đó. Đó là uống nước tiểu đồng tử. Giờ muốn nó trở thành người á, phải cho nó uống nước tiểu đồng tử. Mày giả nó buồn lắm coi. Bây giờ tao có một tin vui và một tin buồn, mày muốn nghe tin nào trước? Tin vui trước đi. Tin vui là mày đã từ cương thi biến lại thành người. Yeah. À tin buồn gì sao? Tin buồn là nhờ mày uống nước tiểu của con Chum mày mới trở lại thành người được.
Ha ha, cách này được nè. Hôm bữa nó cho em uống nước tiểu của nó, hôm nay em cho nó uống lại. Nhưng mà cái khó khăn là ta không phải là đồng tử. Em cũng vậy. Nhưng mà ngọ là đồng tử đó. Hả? Đúng rồi. Cái mặt dày mà là trai còn chinh hả? Đúng rồi. Trước khi họ chết, ngọ là trai còn chinh đó. Trời ơi. Nhìn kỹ lại cũng đúng thiệt. Em cứ hiểu cái chỗ này thôi. Nó biết thiệt là chết cả đám. Ngọ biết rồi. Nghĩ sao vậy tin? Có pháp sư ở đây mà sợ gì nó. Nó mà ra đây, pháp sư luộc nó luôn á tin. Mãi xem phim pháp sư gangster bạn nhá.